Honey, wake up. My head hurts. Đau đầu quá. Too much booze last night. Nhiều rượu quá. Okay. I'm up. À, có tùy chỉnh à? Rồi, nhưng thế chả biết đấy. Jane, is that you? Where the hell am I? Mình đang ở đâu nhỉ? I thought Jane was here, but never mind. I gotta get home. Về nhà đã. Tóm lại phải về nhà đã. What are all these things? Đợi cho mỗi 30. Huh. Flashlight. Cool. Ép là mở. Đức à? Alo Đức à? Bây giờ anh mới chơi Home Sweet Home của Đức đấy. Ừ. À, cái game này cháu biết chơi rồi nè chú. Ừ, bây giờ mới chơi. Bây giờ mới chơi. How can I get out of here? Chú. Ơi. Game này cháu xem anh Linh Cây chơi rồi. Chú chả xem ai cả. Trải nghiệm lần đầu. Oh yeah. Trải nghiệm lần đầu chả chả xem ai cả. Em nghĩ game này chơi có 20 phút thôi. Để tầm 20 phút này ngon. 11 siêu. Tặng 100 sao. Cảm ơn Lock đã tặng 100 sao nhá. Trời ơi. Đúng là mấy đứa buồn cười ghê. Kiếp nghe đài ghê tởm, tao muốn tắt cái đài đi. It's chilly in here. Creepy. Creepy. Tóm lại là... Ôi! Hey. Đâu đây? You. Anh bạn ơi, cho tôi đi ra khỏi cái... Ơ, mày nhảy xuống hả? Hey! Can you hear me? Can you hear me? Nhấn ship là run à? Ship chạy à? Hey, đâu rồi? Em gái? Chờ mới thấy nên... Ôi, chú ơi, tối thế. Cháu đã thấy gì luôn á. Ui, cái gì vậy? Không thấy á. Xem lại... Từ từ để cháu sang Discord, để cháu sang Facebook cháu xem cứ bên Discord mình cháu thấy gì luôn á. Xem lại độ sáng màn hình xem. Ui, sao rồi, ghê vậy? Ờ, để cháu xem độ sáng màn hình. Tại vì game kinh dị thường tối mà. Ờ, rồi đó. Anh bạn ơi. Độ sáng màn hình rồi. Ừ, thấy rồi đó. Anh bạn ơi. Where did she go? Hắn đâu nhỉ? Ui! What? That's blood. Máu me rồi. Ui! Ai lôi máu gì đâu ấy? Kiếp nghe nó nhớp nháp ấy. What's happened here? Where's the exit? Đường ra ở đâu? Hey you! Can I ask you something? Ui, nó quay đầu kìa. Ui, đâu ơi. Đi chú, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đâu? Đóng cửa lại. Xinh thế á, trời ơi, xinh cái lồn, ok. Chờ mới ra nét, ôi không phải là ra nét để mua nạp chú đâu trời ơi. Con đỗ lì này. Sô-cô-la vani. Ờ, hello nhá. Ôi, còn đi để... Ôi, còn đi... Nó đi xuyên tường hả? What was that? What was that? Cái đéo gì vậy? Nó đi xuyên tường, trời ơi. Damn. Where the hell am I? Mình đang ở đâu đây? Hello chủ nhà. Ờ, hello nhá. Where's the way out? Đứng ra ở đâu? Giật ca mình đi mẹ mày. Ơ đường này cụt rồi. Thôi cứ nhặt vậy, nhặt đại vậy. Con Thanh Hà này sao người giết người xem thế chú? À người ta xem suốt từ lúc các chú chỉ tầm khoảng 5-6 người xem thôi. Không được nhiều lắm đâu. Mới lại người ta xem từ lúc 9 giờ rồi.
xong người ta phải đi ngủ rồi. Nào anh bạn ơi, địt mẹ lạnh sống lưng với lộn. Lạnh sống lưng quá. Bạn ơi đừng dọa tôi nữa được không? Đâu đây? Gì đấy anh bạn ơi? Cho tôi, cho em ra khỏi đây được không anh ơi? Anh ơi cho em ra khỏi đây. Ghê vậy? Người quá vậy? Chạy lại để nó cắn vào mặt à? Không, không tìm thấy đầu chọc đâu, để lần sau nhé. Ơ, khóa rồi. Có cửa hả? À đây 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 đây, đường này. Để đi vòng ra đây. Ờ, à, đi vòng được qua qua cái chỗ này. Ấn gì vậy? Ơ mô gờ, em tìm đi xịt lửa đó. Ơ cái này, ở đây chú phải kiếm cái xà beng chú mở. Ờ, phải kiếm đồ mở hả? Chú phải đi kiếm. Ui, vãi luôn. Ok, trốn đi, trốn đi, trốn đi, tắt đèn. Trốn đi đâu? Trốn đi đâu? Cái này không mở được cửa ấy. Bạn Đức, bạn Đức thông minh giỏi giang. Ra lấy đồ mở thôi chú ơi. Dạ, cái chìa khóa ở đâu? Bảo anh kiếm chìa khóa. Nó làm gì ấy? Ghê tởm ấy. Ủa máy quá nó không phát hiện ra mình. Game ma sao? Không, không phải sẽ game ma đâu. Người thật việc thật luôn ấy, ma mãnh gì. Ừ, đúng không, đúng anh ơi. Chị ơi, chị xinh gái ơi. Nó vừa nôn ra đây, em ơi kia quá. Rồi con ma đi lối khác rồi chú ơi, con ma đi lối khác rồi. Cậy 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 cậy. Từ nói từ à, chú ơi chú chạy lại xin for Facebook giúp cháu đi. Chạy lại để nó cắn vào mặt à. Ok xuống, xuống rồi. Rồi chú xuống. Bật đèn lên. Cái gì đây toàn ống nước này. Đi chậm vậy, đi nhanh lên. Bụi thế. Ui. Con mẹ. Tất cả mình. Ông sao chú cứ đi tiếp đi. Sao? Tất sao? Tiếng gì đấy? Ui. À con búp bê. Mẹ nó. Kinh tởm. Ui nó đang khóc kìa. Ui. Em gái ơi, hãy để anh xoa dịu nỗi đau trong tổn thương của em. Anh ở đây mà, anh là bác sĩ tâm lý mà. Đây đây để anh, đây đang đi để đến xoa dịu nỗi đau của em bé đây đây. Ôi nếu mà có gì chúng ta tâm sự qua đêm cũng được em ơi. Ừ, anh sẵn sàng kiểu qua đêm ngủ giấc với nhau. Ơ đâu rồi? Từ chỗ này chú phải đi cẩn thận nè. Từ chỗ này chú phải đi cẩn thận nè. Chỗ mà trong tủ búp bê bằng bông mít bay 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 đấy chú đang định kiểu xin điện tư của cô đấy nhưng mà bạn ấy biến mất rồi. Búp bê biết cười biết hát biết bắt biết chơi, không phải biết hát đâu, biết bắt biết chơi nhá. Nó đi đằng kia rồi, mình đi đằng này. What the hell? Nghe nó nhớp ấy, nhớp ấy rồi.
Rồi nói này chú tắt đèn. Đâu 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 đâu. Ghê quá. Vừa đi ngang qua chú kìa. Chứ phải đâu chú. Đó chứ người sao cậy lên hả? Damn, she's coming back. Thôi. It's coming back. Bố bèo bươm biết bên bạn bươm bươm ở bươm bươm bầu bạn rồi bò bạn bay bay. Éo cái con nó nhớp nháp thế nhỉ? Ôi bạn ơi. Có ai muốn xin intu chị này không? Bạn muốn xin intu không? Không ơi, không xin intu chị này đâu. Búp bê bằng bông biết bay bay bay. Búp bê biết bò biết bắt biết bơi. Búp bê bằng bông bên bạn. Rồi chú ngồi xuống. Bươm ngồi bươm xuống. Bươm bướm bầu bạn xuống. Bò rồi. Bạn bay bay. Chú bò. Ghê, cái góc đằng đó đó. Để thẳng lên. Để thẳng lên hả? Đấy, góc đằng đó, đúng rồi. Chú về đó. Chú đi đâu? Đây á? Đúng rồi. Rồi. Hết hơi thở chưa? Ở trong này có gì không? Eo, sao cái bồn cầu nó tởm thế, nó bật thế. Cái này không mở được này. Bên này á? À? Đấy, đấy hả? Ờ. Không phải. Thế thế mặt nó. Sợ vậy. Nó đâu rồi chứ? Chả biết được. Đây rồi. Này. Đấy, rút vào đây này. Để thông mạch này. Thông được cái mạch thì mở cổng. Để bây giờ quay lại khó nè. Ý Ý Ý Rồi đúng Ý. Rồi hợp lý rồi đó. Hợp lý rồi đấy. Không mà đợi rồi. Đợi con ma đâu. Đợi con ma đâu. Dình dình theo nó đâu đã. Nó đi sang bên kia phát là mình sang cái cửa này luôn. Con đỡ ly ở đâu à? Không biết, không thấy luôn á. Đang nhìn. Chỉ cần nó quay mặt đi là mình có thể nhìn được mà, có thể đi được mà. Đúng rồi đó. Đấy, đây rồi, thấy mặt rồi. Đây này. Con đi này. Mình đứng đây làm gì? Đi tiếp đi. Con. Ok. Ok boy. Đây này. A fuse. Lấy. I got it. Got it. Ơ, làm nào lại phải quay cái đường đấy á? À? Quay lại hả? Ôi trời ơi. Từ đoạn này cháu không nhớ. Lại phải quay lại rồi. Có nhớ cái nút tắt đi. Rồi. Đang ghê quá, trốn mẹ vào trong tủ. Mọi người em. Ôi. Ôi chú. Nó kia cả. Nhìn nó kìa. Rồi. Vòng qua cảnh sát luôn chú. Chưa được. Nó đi rồi. Chưa. Vòng qua cảnh sát được. Đấy, nó quay lại đây này. Thấy chưa? Đang quay lại này. Ôi. Ừ. Vậy chờ nó vòng đi, mình quay ra cảnh sát thôi. Ờ. Được. Ủa chứ? Ôi. Không gọi là hình Đức. Nó đâu rồi? Con đổ liền. Sao game này giống như anh Đạt chơi quá vậy Đức? Rồi ai biết. Sao còn quyên với tôi vậy? Vừa thì người ta không. Ấy, mẹ con đĩ kìa. Con đĩ rồi. Đâu rồi, mày đâu rồi? Rồi đi con chú. Mày đi tiếp đi bạn ơi. Rồi nó đi xuống thì chú đi lên luôn chú. Đỗ lì kia.
đèn lên chú ơi. Ok. Đây này. Đấy, rút vào đây này. Để thông mạch này. Thông được cái mạch thì mở cổng này. Đấy. Đi, đi, đánh lên, đánh lên. Rồi thôi, đợt này là phá đảo rồi đó. Thật không? Thật chưa? Đã làm chưa? Đi dậy chúi. Fast, fast, fast. Phát nhưng mà đi đâu? Phát đi nhanh lên. Anh bạn ơi. Em không muốn đi chơi vậy. Bỏ yên, để yên tao, để tao yên đi. Trời ơi. Đây rồi, đường ra đi. No. No. Cô ấy đâu rồi? Mày đi đâu rồi? Hả, buông tha tao đi. Đi mẹ.